Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đến với channel của Nga nha. Hiện tại bây giờ thì Nga đang đã check-in xong ở phi trường Cloyd và Nga đang ở phía trong của sân bay. Và Nga đang ở gate số 9. Thì ở đây khi mà sau khi đã check-in, xét hải quan, xét cái phòng chỗ mà security, họ xét cho mình cái việc bảo mật an ninh để mà đi lên á. Thì khi mà xét thì có một số cái sự trục trặc là mình thì không có mang hành lý gì mà của cấm của quy định, nhưng do cái khăn lạnh của mình á, nó có ướt ướt nên người ta tưởng đó là chất lỏng, nên như mọi việc cũng xét cũng đã xong rồi. Thì khi đến đây thì Nga thấy ở tại nơi đây đang có những cái góc cạnh rất là đẹp và Nga muốn ghi lại cho các anh chị xem. Mình cũng đi sớm hơn rất nhiều, do đó mình sẽ đi một vòng khúc phi trường lót để mà tìm ra cái ghi của mình. Thì mình sẽ ghi lại hình cho mọi người xem một chút xíu về phía sau khi xong cái phần mà security. Đây là toàn cảnh của phi trường lót. Và bên kia họ đang chuẩn bị chơi những cái nhạc cụ. Chút xíu thì mình sẽ quay hình ra cho mọi người xem nha. Dọc theo phi trường thì họ cũng decor mọi tranh ảnh. Theo Nga nghĩ đây là họ sẽ vẽ về giống như vừa tranh mà vừa giống như là một cái bản đồ vậy. Nga thấy hình dung nó giống như cái bản đồ mà kết hợp với tranh ảnh vô trong đây. Có vẻ trừu tượng những thành phần, giống như là họ dựng một cái bản đồ mà giống như tất cả các vùng miền ở giống như bản đồ của nước Mỹ họ ghép lại với nhau. Thì Nga nghĩ ra bản đồ của nước Mỹ. Và mình đang đi tiến vô phía trong của cái gate của Nga. Và Nga cũng lại xem luôn cả cái bảng chỉ dẫn phía trong, coi có thay đổi gì hay không. Khi mà các anh chị các bạn đến sớm thì các anh chị và các bạn ở đối với phi trường lót, họ có những cái chỗ để mà ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Rồi mình đi shopping. Hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng ngày 9 Tây. Ở đâu trong phi trường người ta cũng có bản thông báo, tại phi trường rất là rộng. Mình sẽ xem coi 17A, mình đến cổng 17A. Ở đây họ có một cái chương trình về nhạc đồng quê của người Mexico, người ta sắp sửa biểu diễn. Chắc mình sẽ ở đây một chút xíu mình xem. Đây là đồ đạc, quà lưu niệm mọi người có thể mua ở tại đây. Ngoài ra thì các anh chị và các bạn cứ việc giữ một cái chai không, vì trong phi trường lót hoặc bất cứ phi trường nào ở Mỹ cũng giống như là các nước ở, hầu như là có cái chỗ để mà cho mình có thể châm nước vào để mà mình uống. Nếu các anh chị có tiền thì các anh chị cứ việc mua ở phía ngoài phi trường ha, ở trong phi trường. Khu shopping.
ở trong những cái khu shopping này rất là tiện, là nếu như mình có đói bụng thì mình cũng có thể ghé vô đây mà mình mua những đồ ăn ở đây. Ở phía trong đây không thiếu một món gì hết, quan trọng là chúng ta hay có tiền hay không. Ngoài ra mình cũng có thể mua snack. À, và trên sân máy bay thì người ta chỉ phục vụ cho mình nước thôi, là có nghĩa các anh chị muốn uống nước ngọt, muốn gì cũng được, và người ta cho mình một cái gói bánh snack nhỏ để mà mình ăn vậy thôi. Còn các anh chị muốn uống gì hơn thì có thể là bỏ tiền ra mà mua. Ga của Nga là ở 17A. Đây, các anh chị xem bản thông báo phía bên tay trái, đó là để đi lấy hành lý và đi hệ thống giao thông để mình đi ra. Còn phía bên phải là mình sẽ đi lấy đi ra đúng gây. Gây của Nga là 17A. Thì đây từ 11 đến 18 thì bây giờ mình quay bên tay phải. Hay, còn khoảng chừng 8 tiếng nữa thì Nga đã đến về nhà dì của Nga. Bây giờ Nga đi ra cổng số 17A. Về phía bên trong đây là phía trong của phi trường, lót mà khu local của sân bay của hãng hàng không Southwest. Ở phía chỗ này. Và Nga cho các anh chị xem hình ảnh nha, phía trong sân bay này nha. Chịu khó một chút xíu nữa là mình đã được về phía dưới bên nhà dì rồi. Mọi người khi di chuyển thật sự ra là khi di chuyển phía trong, sau khi phần check-in xong á, thì phía trong sân bay hầu như là rất là dễ dàng đi. Mọi người cứ dễ để ý những cái size, tại vì hầu như những cái size này họ thiết kế là hầu như là chỉ cần dòm số, dòm chữ, dòm ký hiệu là mọi người có thể đi được. Và hãng Southwest đặc biệt, Nga lắc hờ Nga sẽ giải thích cho các anh chị ở những đoạn video clip vừa rồi, Nga có đề cập trên chính trị đó, là cái hãng Southwest họ không có cái vé ghế chỗ ngồi mà họ sẽ có theo cái dạng là xếp hàng, và Nga sẽ trình bày cho các anh chị xem nha. Phía bên đây là cái phần của quầy uống của Rockstar, Rock and Grill. Có nghĩa họ mua, giống như họ mướn cái trong sân bay để mà mở những cái quầy giống như cafeteria để mà mọi người có thể chờ đợi trong lúc mà lên máy bay. Rồi mọi người cũng có thể mua những quà lưu niệm nữa. Và họ phân biệt rõ ràng rác khi mà các anh chị bỏ vô cũng phân biệt nữa, chứ để cho tiện mà thu dọn. Bên cạnh đó cũng có những cái chỗ massage ở trong đây. Rồi quầy spa cũng nằm trong sân bay luôn. Rất là tiện lợi, quan trọng là cái túi tiền của các anh chị trong đây thôi. Thật sự theo Nga nhìn thấy á, là quan trọng là nếu như chúng ta trong đây mà chúng ta có tiền, và có tiền thì chúng ta có thể hưởng thụ được tất cả các dịch vụ trong đây. Mà đa số thì tất nhiên giống như sân bay ở Việt Nam vậy, thì cái giá ở trong đây nó sẽ mắc hơn so với ở ngoài. Ví dụ như các chai nước, ví dụ như ở sân bay Việt Nam thì mua ở ngoài các chị vô các siêu thị tiện ích thì chỉ có là 6.000, còn ở đây thì ở trong sân bay thì nó lên đến cả gần 50.000 lận. Đây, có cả trái cây, thức uống, nước ép, nó tóm lại là không thiếu một món gì. Mọi người có thể là mua thoải mái luôn, đó, có cả coffee bean luôn. Giống như ở Việt Nam mình thì có là Coffee Highland. Wow, cái hãng của Nga đi là 17A. Nga sắp tới rồi.
và Nga sẽ nói cho các anh chị biết được cái cách thức đi của sao quét kỹ hơn khi ở thực tế. Vì ở trong hôm mới trước những cái clip trước Nga có nói nhưng mà mọi người sẽ khó hình dung. Mình đi tìm 17A, 17B, 17A, đây mình thấy chỗ mình rồi. Đây có đây.